Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Cho bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Cầm Long, không gì đau xót hơn khi phải xử lý những thầy thuốc được coi là tinh hoa của đất nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Cường sẽ đối diện hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng có nơi còn quá cứng nhắc, thô bạo, lạm quyền trong cách hành xử với người dân, dịch mới lộ rõ. Thủ tướng, người dân không vì tiêm vaccine mà chủ quan. Ca nhiễm tăng nhanh, Thái Nguyên hỏa tốc dừng dịch vụ ăn uống tập trung. Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội ghi nhận thêm hàng trăm ca Covid-19. Đồng Tháp tạm dừng phục vụ tại chỗ ở hai huyện, thành phố, cách ly y tế một thị trấn. Ngay sau đây kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Cầm Long không gì đau xót hơn khi phải xử lý những thầy thuốc được coi là tinh hoa của đất nước. Kính thưa quý vị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Cầm Long nêu rõ không có gì đau xót hơn khi pháp luật phải xử lý các cán bộ, thầy thuốc được coi là tinh hoa của đất nước. Người thầy mà vi phạm pháp luật rất đáng lo lắng. Phát biểu tại phiên thảo luận sáng ngày 8 tháng 11 tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Cầm Long, Đồng Nai đều thực trạng hai năm qua, đất nước đã trải qua thử thách chưa từng có. Hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế không quản hy sinh, gian khổ, xông pha vào tuyến đầu chống dịch để điều trị, chăm sóc cho đồng bào bị nhiễm COVID-19. Nhưng thời gian qua, cũng không ít cán bộ quản lý ngành y tế các cấp vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không có gì đau xót hơn khi pháp luật phải xử lý những người được gọi là tinh hoa của đất nước. Ông Long nói, nam đại biểu quốc hội cũng bày tỏ không có ý muốn bảo chữa cho ai, bởi dù là thầy thuốc, thầy giáo đều là những con người có trách nhiệm, quyền hạn, mọi sai phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đều bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên trong một xã hội mà nhiều người được nể trọng bằng những danh xưng cao quý, người thầy mà vi phạm pháp luật thì rõ ràng đó là một ý tưởng rất đáng lo lắng xét về góc độ pháp luật, đạo đức xã hội hay quản trị đất nước. Hơn nữa, theo ông Long, Điều 6, luật tố tụng hình sự cũng quy định, trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. Vậy qua các vụ án mà người bị truy tố trách nhiệm đang là cán bộ y tế, chúng ta cần rút ra điều gì? Ngoài những mong muốn chủ quan của từng cá nhân ra thì còn có nguyên nhân, điều kiện nào khác? Tôi tán thành với ý kiến của đại biểu trước đó, đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống y tế hiện nay, ông Long nêu. Điểm lại các vụ án vừa qua, ông Long chỉ rõ, điểm chung có thể thấy là số cán bộ y tế làm quản lý các bệnh viện bị truy cứu trách nhiệm hình sự không chỉ ở các tội phạm về chức vụ mà còn các tội về kinh tế như vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán. Khi thông qua Bộ Luật Hình sự năm 2015, có lẽ các nhà làm luật không thể hình dung được tội phạm kinh tế có sự chuyển hóa như vậy. Chủ thể tội phạm kinh tế không chỉ là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mà là những cán bộ quản lý trong hoạt động y tế, giáo dục vi phạm nhiều. Ông Long nói thêm, cần cơ chế giúp bác sĩ không vướng vào vòng lao lý. Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh những vi phạm của một bác sĩ trong quản lý, điều hành các bệnh viện công lập có nguyên nhân từ những bất cập của hệ thống pháp luật hay không khi làm nghề làm việc bác sĩ là những người được đào tạo chuyên sâu có năng lực chuyên môn để chẩn đoán điều trị chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân mỗi bác sĩ được cân nhắc làm lãnh đạo bệnh viện thì bao gồm nhiều yếu tố phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp uy tín cá nhân và đặc biệt là trình độ chuyên môn ông phân tích với chức trách quản lý điều hành một trung tâm thì ngoài chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn trong chẩn đoán điều trị phòng bệnh Giám đốc bệnh viện còn phải chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động khác về hành chính, nội vụ, cơ sở vật chất. Nói cách khác, giám đốc bệnh viện công lập không chỉ bảo đảm sinh mạng cho từng bệnh nhân, không chỉ trực tiếp cầm dao mổ mà câu chuyện phức tạp nhất là họ phải chịu trách nhiệm từ những chuyện gửi xe, xử lý giáp, mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động đấu thầu, quản lý trang thiết bị y tế. Với những yêu cầu đặt ra như vậy, có thể thấy những bác sĩ đặc biệt với những điều kiện đặc biệt mới có thể đảm đương được tham khảo ý kiến các chuyên gia cũng như nghiên cứu mô hình y tế một số nước ông long đề nghị trong một cơ sở y tế các bác sĩ dù giữ cương vị quản lý cũng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi chuyên môn của mình họ có quyền đưa ra các yêu cầu về thuốc vật tư y tế cần thiết cho việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chữa bệnh phòng bệnh còn nhiệm vụ cung ứng mua sắm đấu thầu do một bộ phận chuyên trách khác đảm nhiệm Đại biểu đặt vấn đề, phải chăng cơ chế quản lý chưa phù hợp, thiếu sự phân định trách nhiệm tổ chức thực hiện giữa những nhiệm vụ hoàn thành khác nhau, đòi hỏi chuyên môn khác nhau như đã nêu là một trong những nguyên nhân dẫn đến những sai phạm của cán bộ quản lý bệnh viện công thời gian qua. Vị đại biểu Quốc hội nói thêm cùng với việc xử lý nghiêm sai phạm cần phải khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý, điều hành hệ thống y tế, nhất là điều hành bệnh viện công để không chỉ nâng cao năng lực ngành y tế, bảo đảm điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân mà còn ngăn ngừa hiệu quả những hành vi vi phạm tiêu cực trong ngành y tế. Để chúng ta không thấy cảnh các bác sĩ vướng trong vòng lao lý bởi những câu chuyện đáng lẽ họ không phải làm, không được làm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường sẽ đối diện hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng. Liên quan đến trường hợp của Thứ trưởng Bộ Y tế Trường Quốc Cường, vào sáng ngày 4 tháng 11, Bộ Công an đã có thông báo về việc khởi tố bị can đối với ông Trường Quốc Cường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, trong thông báo kết luận kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật. Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Sửu, nguyên vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trường hợp cán bộ đảng viên bị khởi tố rồi bị đề nghị thi hành kỷ luật hoặc bị kỷ luật đảng là hai việc khác nhau. Quy định số 22 quy đề TW năm 2021 về kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng có nêu rõ nguyên tắc. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý nội bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ đối với cán bộ đảng viên giữ chức ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng là diện cán bộ do ban bí thư quản lý trường hợp họ mắc vi phạm khuyết điểm bị thi hành kỷ luật đảng ở mức khiển trách cảnh cáo thì ủy ban kiểm tra trung ương sẽ quyết định trường hợp vi phạm cần phải xử lý kỷ luật ở mức cách chức khai trừ thì ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị lên ban bí thư xem xét quyết định kỷ luật đảng có 4 hình thức khiển trách cảnh cáo cách chức và khai trừ về trường hợp của thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường khi đã bị đề nghị lên ban bí thư thì ông sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật ở mức cao trước đó đã có trường hợp đảng viên khi bị cơ quan điều tra khởi tố tổ chức đảng đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ mới nhất là trường hợp của ông nguyễn quang tuấn giám đốc bệnh viện bạch mai bà vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh có nơi còn quá cứng nhắc thô bạo lạm quyền trong cách hành xử với người dân dịch mới lộ rõ Kính thưa quý vị, đại biểu Quốc hội cho rằng trong khi lãnh đạo chính phủ sát sao, bám sát địa bàn thì một bộ phận cán bộ cơ sở còn lơ là chủ quan, đây có thể là căn bệnh trầm kha nhưng qua dịch bệnh thì càng bộc lộ rõ hơn. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng nay mùng 8 tháng 11, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã dành nhiều thời lượng trong bài phát biểu của mình đề cập đến việc thực thi công vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Theo bà Mai Hoa, đến thời điểm này, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử, Quốc hội đã chủ động khẩn trương ban hành nhiều nghị quyết cho phép chính phủ áp dụng những biện pháp phòng chống dịch thuộc thẩm quyền quốc hội hoặc chưa được luật quy định. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội đồng hành cùng chính phủ, đồng thời thể hiện dù tình thế cấp thiết đến mấy, tinh thần nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật vẫn luôn được đề cao bà Mai Hoa nói. Tuy nhiên, theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, mặc dù chính phủ đã có chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc về lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, có sự quản lý điều tiết của chính phủ, kiên quyết không để ban hành giấy phép con, không được cắt cứ chia cắt, nhưng tại một số thời điểm, vì quá lo lắng cho địa phương mình, có nơi đã đặt ra những yêu cầu cao hơn, vượt quá mức cần thiết, gây ra nhiều khó khăn, tạo bức xúc cho người dân, doanh nghiệp, như đặt ra những loại giấy tờ không phù hợp để đi qua các chốt kiểm soát chưa tạo điều kiện cho người dân từ các thành phố lớn khu công nghiệp được về quê tránh dịch trong khi lãnh đạo chính phủ sát sao chỉ đạo bám sát địa bàn thì một bộ phận cán bộ cơ sở còn lơ là chưa sâu sát còn chủ quan bị động trong phòng chống dịch đây có thể là căn bệnh trầm kha ở một số nơi nhưng đến thời kỳ dịch bệnh càng bộc lộ rõ hơn bà mai hoa nói và chỉ ra nhiều trường hợp minh chứng theo bà Mai Hoa, một số cán bộ địa phương đã có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch như đi đánh góp trong thời gian giãn cách xã hội. Khi bị phát hiện lại khai báo không trung thực, có trường hợp xô sát giữa cán bộ với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, hoặc có trường hợp thi hành công vụ còn xa rời thực tế, chưa bám sát nhu cầu của người dân như việc coi bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, theo bà Hoa, còn có nơi còn quá cứng nhắc, thua bạo, lạm quyền trong cách hành xử với người dân, gây bức xúc trong dư luận như việc một số cán bộ địa phương vào nhà dân bắt ép một người phụ nữ làm xét nghiệm covid-19. Những trường hợp nêu trên tuy không phải là phổ biến nhưng đã tạo hình ảnh phản cảm, làm mất uy tín chính quyền. Vừa qua tôi được biết nhiều tỉnh thành phố đã có những xử lý đối với cán bộ vi phạm, tôi cho rằng đây là việc làm đúng đắn, bởi muốn người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch thì trước hết cán bộ phải nêu gương, nghiêm túc chấp hành trước. Nếu có sai phạm thì cũng phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại biểu Mai Hòa nói: vẫn theo đại biểu này từ những câu chuyện về thực thi công vụ nêu trên cần rút ra những bài học kinh nghiệm thứ nhất bất cứ việc gì thì cũng cần tạo sự đồng thuận của người dân nếu người dân chưa hiểu thì cần giải thích vận động tuyên truyền thuyết phục và trong những tình thế cấp thiết khi vi phạm đến mức nghiêm trọng hơn thì đã có biện pháp hành chính thậm chí là xử lý hình sự chính quyền cơ sở cần tuyệt đối tránh việc hành xử theo cảm tính bất chấp quy định của pháp luật Thứ hai là khi đưa ra quyết sách, biện pháp gì thì phải cân nhắc việc bảo đảm sức khỏe, tính mạng và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân lên trên hết, trước hết. Thứ ba, khi chính quyền đã đưa ra quyết sách đúng vì lợi ích chung, hợp lòng dân thì rất luôn ủng hộ và chấp hành, kể cả những việc khó khăn gây bất tiện cho cuộc sống hàng ngày của họ. Thủ tướng, người dân không vì tiêm vaccine mà chủ quan Kính thưa quý vị, các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan. Tối ngày 7 tháng 11, Văn phòng Chính phủ gửi công điện đến các địa phương truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng chống COVID-19. Công điện gửi các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ, để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ đạo hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp chuẩn bị phương án, kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine. Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngay khi nhận được, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine nhanh nhất có thể. 3. Các bộ, ban chỉ đạo phòng chống dịch, ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn COVID đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan, xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch. 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục giả soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định. Hôm 6 tháng 11, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã thay đổi tư duy và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro, chứ không theo đuổi chính sách Zero Covid. Ông nói khi chuyển trạng thái có thể xảy ra vấn đề, nhưng quan trọng nhất là phát hiện, điều trị kịp thời, bởi không có lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu. Ca nhiễm tầng nhanh, Thái Nguyên hỏa tốc dừng dịch vụ ăn uống tập trung. Kính thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng việc tổ chức đón, bố trí cho khách ngồi ăn tập trung tại chỗ và chỉ cho phép bán đồ ăn đi, mang về để phòng dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thành Bình đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ, tập trung ở các nhà hàng, quán ăn để phòng dịch COVID-19 lây lan. Nội dung văn bản yêu cầu từ 8 giờ sáng nay, mùng 8 tháng 11, toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phép đón khách, bố trí cho khách ăn tại chỗ, chỉ được phép bán đồ ăn cho khách mang đi và phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19. Trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên huy động toàn bộ các lực lượng, đoàn thể trên địa bàn, các phường Cam Giá, Trung Thành, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Vinh hỗ trợ lực lượng y tế để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F0 để sớm cắt đứt nguồn lây dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ người dân ở các khu vực bị phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ mùng 1 tới mùng 7 tháng 11, tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 33 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong số đó có 30 ca nhiễm trong cộng đồng. Còn tại thành phố Thái Nguyên, từ hai bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 có lịch trình di chuyển phức tạp đã khiến nhiều người tiếp xúc bị lây nhiễm. Thống kê từ mùng 2 tháng 11 đến nay, thành phố Thái Nguyên liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới. Cập nhật trong sáng nay, mùng 8 tháng 11, Thái Nguyên đã có thêm 9 ca F0 trong các khu cách ly. Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội ghi nhận thêm hàng trăm ca COVID-19. Kính thưa quý vị, các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Giang, Hà Nội thời gian qua đã ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp tại cộng đồng. Tại tỉnh Hà Giang, trong ngày 7 tháng 11, tỉnh này ghi nhận thêm 144 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca tại cộng đồng, 65 ca trong khu phong tỏa và 62 ca trong khu cách ly tập trung, 17 ca trong cộng đồng, cụ thể, thành phố Hà Giang 3, huyện Yên Minh 4, huyện Bắc Mê 1, huyện Vị Xuyên 4, bệnh viện Đa Khoa 5, Hiện toàn tỉnh Hà Giang có 1.793 F0, trong đó có 547 ca tại cộng đồng, 268 ca trong khu vực phong tỏa, 978 ca trong khu vực cách ly. Có 117 F0 đã hoàn thành điều trị, trở về cộng đồng, chuyển tuyến 12 bệnh nhân, Bệnh viện Nhật đới Trung ương, Bệnh viện COVID-19 của Đại học Y Hà Nội. Tại Bắc Giang, ngày 7 tháng 11, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 70 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, như vậy từ ngày 26 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 339 ca F0. Ngày mùng 7 tháng 11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 23 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý. Hai trường hợp mắc mới trong cộng đồng tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn. Tại Hà Nội, ngày mùng 7 tháng 11, thành phố ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 45 ca tại cộng đồng, 30 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 4.998 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.961 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 3.037 ca. Tại tỉnh Thái Nguyên cũng ghi nhận một số ca mắc COVID-19 mới. Lãnh đạo tỉnh này tổ chức họp khẩn với các địa phương có dịch để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đồng Tháp tạm dừng phục vụ tại chỗ ở hai huyện, thành phố, cách ly y tế một thị trấn. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, ông Đoàn Tấn Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, xác nhận thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng phục vụ khách tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn uống trên địa bàn hai địa phương này. Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao lãnh và huyện Cao lãnh diễn biến phức tạp. Các trường hợp nhiễm sars-cov-2 đa phần tập trung tại các cơ sở mua bán ăn uống, nơi tập trung đông người, tốc độ lây lan rất nhanh do yếu tố di chuyển, tiếp xúc gần từ việc ăn uống, tham gia tiệc cùng nhau tại các quán là chủ yếu. Hai địa phương này đã yêu cầu tạm dừng phục vụ khách tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn uống trên địa bàn, chỉ cho phép bán mang về và phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu những người cư trú tại địa bàn nguy cơ cao và rất cao, cấp 3, cấp 4, không được di chuyển khỏi ra địa bàn. Trừ những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời hạn 6 tháng. Riêng chợ Mỹ Thọ, các cửa hàng tiện ích trên địa bàn thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh phải tạm dừng mua bán trực tiếp, chỉ được phép bán hàng qua mạng và giao hàng tại nhà. Trong khi đó, huyện Châu Thành vừa quyết định thiết lập cách ly y tế toàn bộ địa bàn thị trấn Cái Tẩu Hạ, gồm 7 khóm với 3.119 hộ để bóc tách các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng từ ngày mùng 7 tháng 11. Đến nay, Đồng Tháp có 10.845 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 976 ca từ vùng dịch về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh đồng hành cùng với Tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.